Thưa bà đã chứng kiến và mọi người cũng đã chứng kiến rằng đổi mới kinh tế là đã mang lại nhiều điều hay tốt đẹp cho người dân. Vậy thưa bà có chủ trương rằng nên bỏ hẳn nền kinh tế cũ kỹ hay là không ạ? Như cái thời kỳ ông Kiệt mà ông lãnh đạo ở thành phố, thí dụ như là ảnh xin ý kiến anh ba làm cái dệt thành công rồi này kia đó, tức là tự người ta, nghĩa là người ta đứng ra, người ta vay tiền nhà nước, xong rồi người ta sản xuất, rồi người ta lấy đó người ta nuôi công nhân đầy đủ. Và cách làm như thế thì lúc đó là tôi ở báo Sài Gòn, thì tôi thấy là cách làm đó là đúng. Hay là thí dụ như bà Ba Thi mà làm cái gạo, lúc đó thành phố coi như không có gạo ăn, mà phải ăn bo bo rồi ăn khoai sùng rồi này kia. Cái ông Kiệt cho là đi xuống tận ở dưới An Giang để các tỉnh mà có nhiều lúa gạo đó, để quan hệ rồi mua đưa tiền ra mua. Đấy, thì thay vì nhà nước mua đó là chỉ có không biết một đồng mấy một ký lô hay sao đó, mà lúc đó là ở ngoài phải 26 đồng một ký lô. Thế thì bà Ba Thi mới xuất tiền ra mua như thế. Cái thứ hai nữa là hồi đó tôi ở An Giang thì chị Ba Thi chỉ xuống chỉ nói chị ơi, chị nói với lại mấy ông thường vụ là cho tôi mua chịu. Lần này đó tôi mua về rồi cái lần sau tôi trả tiền, coi như là mua gối đầu vậy đó. Thế thì tôi cũng giúp bà giải quyết cách đó, thì là đời sống ở thành phố nó đỡ khó khăn. Thì những cái chuyện như thế tôi thấy là cách làm nó đúng rất tốt. Dần dần nó tự nhiên nó mở ra thôi. Nơi này cũng học theo nơi kia, và những cái đúng đó nó được đề cao lên để sửa sai từ những cái mà trước kia bao cấp. Bao cấp mình mua một ký gạo đó, nghĩa là một ký gạo đó người ta không mua được 2 ký phân, thì làm sao nông dân sản xuất được. Nhiều người cho rằng xã hội chủ nghĩa hiện nay chỉ còn là hình thức, thì bà có chủ trương rằng nên bỏ hẳn luôn 4 chữ xã hội chủ nghĩa hay là không ạ? Không bỏ được. Không bỏ được là vì bây giờ tuy như thế nhưng mà một từng lớp nào như vậy thôi, chứ còn cái khoảng cách giữa giàu nghèo nó còn nặng lắm. Cho nên là không thể bỏ được. Mà có những cái là mình, nhà nước, theo tôi là nhà nước phải quản lý chặt chẽ hơn. Thí dụ như hôm rồi không hô lên là thiếu gạo cho người ta chạy mua rần rần, đâu có làm gì Việt Nam mà thiếu gạo. Bây giờ xuất cho cái quý 4 còn chưa xong nữa mà. Cho nên là đâu có thiếu gạo được. Mà hô quản lên như thế đó thì coi như là mình nắm chính quyền mà để cho nó đưa tin vậy là không tốt. Bởi vì đó là những cái dư luận xấu để cái tụi đầu cơ nó ăn tiền của dân. Như vậy là không đúng. Mà phải quản lý chặt hơn, theo tôi. Thế đưa tin thì là chỉ có báo chí đưa tin thì phải không? Nó tuyên truyền miệng rồi thì người ta sợ vậy đó. Nói thiếu gạo cái họ ráp nhau đi mua người mấy chục ký này kia. Cũng như hôm rồi nói xăng sẽ lên giá nữa, cái ráp nhau đứng xếp hàng đi mua. Người mình thì dễ tin, mà cái tin đồn miệng như thế làm người ta rất là phức tạp. Mà mình không trị những cái đó là coi như mình buông lỏng. Thưa bà, cuộc đời chiến đấu của bà khá dài, và bà có nghĩ rằng bà sẽ viết hồi ký về cuộc đời của bà không? Cũng khó dự kiến.
Nhưng mà cái gì nó dính tới ông Dũng là coi như là khó lắm. Thế tại sao thôi mà? Vì các ông mình sợ đụng chạm ông này, đụng chạm nước kia vậy đó. Mà hồi đó anh Dũng là ảnh thẳng lắm. Đối với ai ngay ông... mấy ông hồi đó ông Nga mà đối với Trung Quốc không đúng là anh ấy cãi hàng 2 tiếng đồng hồ như thế. Thế thưa bà viết những đoạn mà bà vừa kể lại có phải không ạ? Hễ tôi viết về ổng, dính tới ổng thì tôi phải nói. Mà hễ nói là mấy ông mình kỵ. Bởi vì nó đụng ông Nga rồi nó đụng ông Trung Quốc này kia. Ngay như khi mà mình gần giải phóng đó, mà Việt Nam xin Trung Quốc 2.000 chiếc xe giải phóng, cái ổng nói phải cho ổng 500 lái xe đi trên đó. Anh ba anh nói một thằng tôi cũng không cho, thể có xe thì chở bằng xe, không có thì thồ bằng xe đạp giác bộ, chứ không có cho. Mấy ông mình hỏi sao anh găng quá vậy. Anh ba anh nói tôi dứt khoát như thế, bởi vì ổng nói xây dựng đường cho Lào, cái ổng lập làng Trung Quốc ở Lào. Rồi ổng nói ổng làm cái gì cho Campuchia đó, thì lại là ổng làm làng Trung Quốc ở Campuchia. Bây giờ ai mà nắm Trường Sơn đó là coi như khống chế cả Đông Dương. Cho nên tôi dứt khoát tôi không cho. Thế như thế chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn độc lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc, có phải không thưa bà? Đúng. Độc lập cả với Trung Quốc mà cả với Nga. Chứ có nhiều lúc là mấy ông đó sợ Việt Nam đánh Mỹ lắm. Không muốn Việt Nam đánh Mỹ đâu. Hồi đó cô Sigin là nghĩ rằng nghĩa là Việt Nam yếu như thế, đánh Mỹ không thắng, mà thế nào nó cũng là thắng Việt Nam, và sau đó nó lan chiến tranh ra các nước xã hội chủ nghĩa. Cho nên không sợ lắm. Còn Trung Quốc thì bảo Việt Nam chờ đó, để cho Trung Quốc mạnh lên rồi Trung Quốc nghĩa là đuổi Mỹ xuống Biển Đông. Cho nên Việt Nam nó không, Việt Nam có đường lối của Việt Nam. Nghĩa là nếu các đồng chí mà giúp đỡ đó, thì chúng tôi chết 10 triệu người. Nhưng mà các đồng chí không giúp đỡ đó, thì chúng tôi chết nhiều hơn nữa. Nhưng mà dứt khoát là chúng tôi giải phóng đất nước chúng tôi. Khi mà Nixon qua thương lượng ở Trung Quốc đó, Chu Ân Lai qua đây là anh ba anh đâu có chịu. Anh nói nghĩa nó lấy xương máu Việt Nam để nó trả giá gì. Nói các đồng chí lấy xương máu Việt Nam để trả giá với Mỹ. Nhưng mà dứt khoát là chúng tôi sẽ đánh Mỹ và thắng Mỹ. Anh dứt khoát vậy. Thứ ba, nếu ông nhà còn sống thì bà có nghĩ rằng Trung Quốc có thể chiếm được Hoàng Sa hay là Trường Sa hay là không ạ? Tôi cũng không biết. Nhưng mà hồi đó đó không có ý kiến anh ba là nó chiếm luôn cả Trường Sa rồi. Chiếm hết Trường Sa rồi đó. Nhưng mà anh bảo phải ra đóng cho được ở Trường Sa. Thì lúc đó là y lấy cái thế là trước kia ông Phạm Văn Đồng có ký một cái văn bản là coi như là Ngụy nó đóng ở đó, cho nên là giao cho Trung Quốc quản lý cái Hoàng Sa. Thế thì coi như là Phạm Văn Đồng có ký tên. Thì bây giờ là Trung Quốc nó nói cái đó là bây giờ khỏi bàn, bị gì đã có văn bản ký rồi. Nhưng mà không phải, cái đó trong tình anh em, nghĩa là để cho ổng làm trong khi mình chưa làm thôi. Bị mình còn đánh ở trong này, đâu có lực đâu mà làm ở ngoài đó. Đó rồi tới chừng giải phóng rồi ảnh bảo bằng cách nào cũng phải chiếm
Hoàng Sa. Cho nên bây giờ mình đứng chân ở Hoàng Sa. Thưa bà có thấy rằng sinh viên, học sinh mà họ đứng lên chống Trung Quốc thì họ có phần nào đúng hay là không ạ? Cái này tôi ngồi không rồi tôi cũng khó nói. Nhưng mà cái gì mà lãnh đạo mình á hướng dẫn thì nên làm theo thôi, chứ còn tự ý thanh niên mà đi chống vậy cũng không có kết quả gì. Thưa bà, trong cuốn hồi ký của bà, cô bà có dự định viết về cuộc đời tình cảm của ông nhà hay là không ạ? Thế nào mà có dính tới tôi thì cũng phải có viết ở trong đó chứ. Bởi vì hình như là ông Lê Duẩn là một người đào hoa nhất trong số các là nhà lãnh đạo của Cộng sản, có phải không ạ? Cũng không chắc như thế. Mà không chắc? Tôi chả thấy. Thưa bà, như vậy là ông nhà chỉ có trong tim hình ảnh của bà, có phải không thưa bà? Khi kháng chiến thì tôi thấy như thế. Nhưng mà khi hòa bình? Hòa bình rồi thì lúc đó thì gây. Bởi vì là anh ấy thường nói với tôi là miền Nam chưa giải phóng, miền Bắc chưa ấm no, thì anh luôn luôn phải để hết tâm lực để anh lo sao cho đất nước nó đi lên nè. Thành ra luôn luôn là cứ lo cái chuyện chung là chính. Thành ra rồi hai người cũng công tác liên miên vậy. Cảm ơn bà Bảy Vân đã tham gia vào cuộc trao đổi ngày hôm nay với đài BBC Luân Đôn. Và cuộc trao đổi này đã được thực hiện tại tư gia của bà ở khu Phú Mỹ Hưng. Xuân Hồng xin kính chào quý vị.